chương 611, không nghĩ đến người nghe xong âu phục nam tự giới thiệu tổng giám đốc quan sát tỉ mỉ nghiêm túc người trung niên một hồi sau đó mười phần khách khí mở miệng nguyên lai like ngài chính là diệp thần diệp tiên sinh hoan nghênh hoan nghênh ta là dưỡng vân an mang tổng giám đốc tổng giám đốc nhiệt tình vương tay thấy dưỡng vân an mang tổng giám đốc đều đến nghênh tiếp mình nghiêm túc người trung niên thật cao hứng bất quá tỉ mỉ hồi ức một hồi nghiêm túc người trung niên có một ít bối rối diệp thần cái gì diệp thần ta là diệp sơn nghiêm túc người trung niên không hiểu hỏi diệp sơn hắn gọi diệp sơn trong nháy mắt tổng giám đốc cùng âu phục nam tử đều ngây dại đặc biệt là âu phục nam tử càng là mặt đầy kinh ngạc tỉ mỉ dò hỏi ngươi không phải diệp thần diệp tiên sinh sao dĩ nhiên không phải ta là diệp sơn nghiêm túc người trung niên lắc lắc đầu trong nháy mắt âu phục nam tử ngây dại hắn phí hết tâm tư lấy lòng đối tượng vậy mà không phải diệp thần tiên sinh cái này há chẳng phải là nói hắn uổng phí sức lực trắng lấy lòng Âu Phục Nam tử mười phần tiết núi, bên cạnh tổng giám đốc chính là vô cùng nghi hoặc. Nếu cái này nghiêm túc người trung niên không phải Diệp Thần Tiên Sinh, Diệp Thần kia Tiên Sinh ở chỗ nào? Hắn vừa mới rõ ràng nhận được Diệp Thần Tiên Sinh tin nhắn ngắn, nói hắn đã đến A. À. Bên cạnh mấy cái người vây xem cũng vô cùng vô cùng kinh ngạc, cái này Ron Royce Phantom phiên bản dài chủ xe cũng không là Dưỡng Vân An mang muốn nên tiếp vị thần bí kia Diệp Tiên Sinh. Vừa mới thấy Dưỡng Vân An mang tổng giám đốc tự mình ra nên tiếp, bọn hắn còn hết sức kinh ngạc đi. Nếu dạng này, vị thần bí kia dịp tiên sinh đến tột cùng là là ai có lỗi với tổng giám đốc là ta lầm không nghĩ đến học xuất hiện cái này sai lầm nhỏ âu phục nam tử hết sức xin lỗi đối với tổng giám đốc nói ra thật may chỉ là vấn đề nhỏ không có làm ra phiền toái có thể tổng giám đốc đối với cái kết quả này cũng rất không hài lòng chất vấn nói nếu hắn không phải dịp thần tiên sinh dịp thần kia tiên sinh đang ở đâu vậy ngươi làm sao nên tiếp cái kia tổng giám đốc dịp thần tiên sinh hẳn vẫn không có đến đây đi âu phục nam tử suy đoán nói không diệp thần tiên sinh đã tới đang lúc này một đạo thanh âm nhàn nhạc, nhạc truyền đến âu phục nam tử cùng tổng giám đốc đồng loạt nhìn về phía bên trái tại chỗ có người nhìn soi mói diệp thần chậm rãi hướng về hai người đi qua đây ta chính là diệp thần cũng chính là các ngươi ba hào cổ trạch tân chủ nhân diệp thần giới thiệu sơ lược mình một chút hắn chính là vị kia liền dưỡng vân an mang tổng giám đốc đều muốn tự mình ra nên tiếp diệp tiên sinh đây cũng quá trẻ đi mọi người một hồi cảm thán đây là bọn hắn mấy cái vây xem náo nhiệt người không ai từng nghĩ tới lợi hại lợi hại về phần tổng giám đốc tại sững sờ một hồi sau đó liền vội vàng lấy lòng cùng diệp thần chào hỏi diệp thần tiên sinh chào ngài thật ngại ngùng là chúng ta nhất thời sơ sót nhận lầm xin lỗi xin lỗi vừa mới diệp thần tiên sinh đã nói hắn chính là ba hào cổ trạch tân chủ nhân lần này là không có khả năng nhận lầm bên cạnh nhìn đến diệp thần âu phục nam tử hai mắt trợn tròn xoe cả người ngốc như gà gỗ là hắn. Cái này lái BMW 7 hệ đến tuổi trẻ. Hắn chính là Diệp Thần Tiên Sinh, ngoại tàu. Âu Phục Nam tử che miệng, nội tâm kinh hải vạn phần. Nhất thời sơ sót, ta xem không đúng không? Diệp Thần không nhịn được lắc lắc đầu. Ân. Thấy Diệp Thần nói như vậy, Tổng Giám Đốc nhướng mày một cái. Hắn vừa liếc nhìn bên cạnh khác thường Âu Phục Nam Tử, Tổng Giám Đốc nhất thời ý thức được không ổn. Vừa mới xảy ra cái gì? Tổng Giám Đốc nghiêm nghị chất vấn Âu Phục Nam Tử bị tổng giám đốc như vậy gần một tiếng Âu phục nam tử bị sợ thiếu chút ngã quắp xuống đất bên trên vừa mới hắn nhận lầm người diệp thần tiên sinh gọi hắn lại chính là muốn giới thiệu thân phận của mình nhưng khi đó mình một lòng nghĩ nịnh hóc vị kia giả diệp thần tiên sinh cũng rất không nhịn được để cho thật diệp thần tiên sinh tự mình đi tìm trước đài lần này hiểu lầm lớn vừa mới hắn còn ảo tưởng bởi vì chiêu đãi diệp thần tiên sinh tổng giám đốc sẽ cho hắn thăng chức tăng lương đâu hiện tại hết thảy đều bị lỡ đến tột cùng chuyện gì xảy ra ta cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội giải thích. Tổng giám đốc thấy Âu Phục Nam tử chậm chạp không trả lời, lần nữa chất vấn. Lần này, ngay trước dịp thần trước mặt, Âu Phục Nam tử không dám che giấu che giấu, không thể làm gì khác hơn là đem thời điểm nói. Ngươi! Chỉ đến Âu Phục Nam tử, tổng giám đốc thiếu chút bị tức chết. Diệp tiên sinh đều chủ động muốn giới thiệu thân phận của mình, thay hắn sửa chữa sai lầm rồi, kết quả tên hỗn đảng này lại khiến cho Diệp tiên sinh tự mình đi tìm trước đài. Thu dọn đồ đạc, cút đi tổng giám đốc căn bản sẽ không cho hắn cơ hội diệp thần tiên sinh quả thực xin lỗi hiểu lầm lúc trước trách nhiệm hoàn toàn tại chúng ta nhân viên có lỗi với tổng giám đốc liên tục hướng về diệp thần nói xin lỗi diệp tiên sinh xin ngài đi theo ta ta dẫn ngài đi ba hào cổ trạch tổng giám đốc tự mình cho diệp thần dẫn đường mấy phút sau diệp thần nhìn thấy mình ba hào cổ trạch bộ này cổ trạch phong cách kiến trúc cùng cái khác cổ trạch đều là giống nhau cũng là cống phái phong cách kiến trúc nhưng chiếm diện tích và bên trong đủ loại bố cục vân vân, so với Chu Nhã Tuệ bộ kia năm hào cổ trạch và Tề Cao tiếng mướn 11 hào cổ trạch, càng lớn hơn, cũng càng vì nghiên cứu. Diệp Thần sau khi ký tên, bộ này cổ trạch tất cả là thuộc ở tại Diệp Thần rồi. Về phần tiền, đã sớm từ Diệp Thần Thạch Du Quốc đệ nhất hoàng gia ngân hàng trong thẻ đen khấu trừ. Diệp tiên sinh, vì đối với đó phía trước hiểu lầm bày tỏ nói xin lỗi, ngày sau đó đang nuôi Vân An mang tất cả tiêu xài, toàn bộ miễn phí. Cuối cùng, tổng giám đốc đặc biệt nói ra Tuy rằng những này cổ trạch mua bán sau đó là thuộc về tư người, nhưng Dưỡng Vân An mang những này cổ trạch sửa chữa, trong nhà cổ ra đủ loại cổ thụ bảo dưỡng các loại, đều là giao cho Dưỡng Vân An mang phái nhân sĩ chuyên nghiệp phụ trách. Những này cổ trạch chủ nhân chỉ cần thanh toán một bút không nhỏ chi phí. Hiện tại, tổng giám đốc đem tất cả chi phí toàn bộ cho Diệp Thần miễn trừ, trừ chỗ đó ra, còn có Dưỡng Vân An mang đưa bữa ăn đến cửa chờ tiêu xài, cũng toàn bộ miễn phí. Từ nay về sau, Diệp Thần đang nuôi Vân An mang không cần bỏ ra một phân tiền. Tại ba hào cổ trạch nhìn một vòng sau đó, Diệp Thần lại đang dưỡng Vân An mang bên trong dạo qua một vòng, tại đây không hổ là thế ngoại đào nguyên, phong cảnh là thật tốt. Ở nơi này cảm giác, sợ rằng cùng ở tại loại kia năm a cấp phong cảnh trong vùng bộ không sai biệt lắm. Tự cầm xuống ba hào cổ trạch, sau đó có thể mời Ngưng Sương phụ mẫu tới nơi này nhàn nhã nghỉ phép, Tô Thúc Thúc đối với dưỡng Vân An mang tựa hồ rất yêu thích. Mấy phút sau, Diệp Thần lái xe, chạy thẳng tới thang thần nhất phẩm mà đi. Sau một tiếng, Diệp Thần đi đến mục đích chỉ là khi hắn gọi mở cửa thì lại kinh ngạc phát hiện phòng bên trong ngoại trừ ngưng sương và ngưng sương phụ mẫu ra còn có một cái hắn không nghĩ đến người chương 612, tô ngưng sương làm nũng diệp thần ca ca cái này để cho diệp thần không nghĩ đến người cũng không phải cái gì ngoại nhân mà là tô linh nhi tỷ phu không nghĩ đến ta đến đi hắc hắc nhìn thấy diệp thần ánh mắt kinh ngạc tô linh nhi cười một tiếng không nghĩ đến diệp thần gật đầu một cái thật sự là hắn không nghĩ đến Tô Linh Nhi lại ở chỗ này. Ngươi lúc nào thì đến? Diệp thần tò mò hỏi. Ta vừa tới không bao lâu, hai ngày này trường học của chúng ta vừa vặn bởi vì ngày lễ nghỉ, ta liền đến Ma Đô rồi. Tô Linh Nhi giải thích. Tô Ngân Sương cùng Diệp thần đều rời khỏi Giang Châu rồi, Tô Linh Nhi mình rất nhàm chán, nàng một mực cầu mụ mụ để cho nàng đến Ma Đô chơi. Trải qua Tô Linh Nhi nhõng nhẽo đòi hỏi, Tô Linh Nhi mụ mụ rốt cuộc mang Tô Linh Nhi đến Ma Đô. A à gì đâu, Diệp thần cũng không có nhìn thấy Tô Linh Nhi mẫu thân. Ta mụ mụ có chút việc đi ra ngoài. Tô Linh Nhi một bên giới thiệu, vừa đi đến bọc của mình trước, vô cùng thần bí từ túi bên trong lấy ra một kiện đồ vật. "Tỷ phu, ngươi còn nhớ rõ ước định của chúng ta lúc trước sao?" Đi tới Diệp thần trước mặt, Tô Linh Nhi lộ ra nụ cười thần bí. Bên cạnh, nghe thấy Tô Linh Nhi những lời này, Tô Ngân Sương cũng dựng lỗ tai lên, tò mò hướng bên này nhìn lại. "Ước định trước?" Tô Linh Nhi đột nhiên vừa nói như thế, Diệp thần thật vẫn không nhớ ra được tỷ phu, bản thân ngươi xem đi. Tô Linh Nhi cầm trong tay đồ vật đưa cho Diệp Thần. Diệp Thần nhận lấy vừa nhìn, đây là một tấm in ra niên cấp phiếu điểm. Diệp Thần nhìn mấy lần, lập tức liền tìm được Tô Linh Nhi danh tự, về phần Tô Linh Nhi tên là cái gì dễ dàng như vậy tìm ra, đó là bởi vì nàng là niên cấp thứ ba. Nhìn thấy cái hạng này sau đó, Diệp Thần bừng tỉnh đại ngộ, nhớ lại Tô Linh Nhi nói ước định. Tại Diệp Thần vẫn không có đến ma đô trước, từng cho Tô Linh Nhi lái qua một lần học gia trưởng lần đó tô linh nhi được lão sư điểm danh phê bình thành tích hạ xuống rất nhiều ngay sau đó vì khích lệ tô linh nhi diệp thần cùng tô linh nhi ước định chỉ cần tô linh nhi có thể thi được niên cấp 3 vị trí đầu diệp thần đáp ứng tô linh nhi một cái điều kiện không nghĩ đến lần này gặp mặt tô linh nhi rốt cuộc thật làm được tuy rằng tô linh nhi chỉ so với hạng thứ tư cao nhất vân nhưng cũng là thứ thiệt thứ ba trong khoảng thời gian này tô linh nhi tiến bộ rất nhanh a à. không tệ không tệ liền nhanh như vậy thi đậu niên cấp thứ ba diệp thần gật đầu một cái cái gì niên cấp thứ ba lần này liền tô ngưng sương đều không bình tĩnh trước tô linh nhi thành tích tuy rằng cũng không thấp nhưng cũng không có cao đến niên cấp thứ ba trình độ này tô linh nhi thành tích tốt nhất thời điểm thật giống như niên cấp mấy chục người đứng đầu lúc này mới nửa cái học kỳ quá khứ linh nhi tiến bộ như vậy lớn sao tô ngưng sương cầm lấy phiếu điểm nhìn kỹ lên linh nhi nói đi ngươi có yêu cầu gì diệp thần mở miệng nếu tô linh nhi thật thi đậu niên cấp đệ tam diệp thần tự nhiên cũng phải giữ lời hứa hẹn ừ tỷ phu yêu cầu của ta đối với ngươi mà nói đi kỳ thực không đáng kể chút nào thật rất nhỏ tô linh nhi kích động nói tỷ phu ta biết ngươi công ty giải trí kia hợp đồng này uy phu đặc biệt ngươi có thể hay không an bài để cho ta thấy nàng một chút ta muốn cùng nàng đập một tấm chụp chung tô linh nhi trơ mắt nhìn diệp thần cầu khẩn nói đương nhiên có thể diệp thần gật đầu hắn còn tưởng rằng tô linh nhi lại nói cái gì rất khó yêu cầu đâu không nghĩ đến chỉ là muốn nhìn thấy này uy phu đặc biệt nhớ cùng nhau hợp cái ảnh đây quá đơn giản dựa theo an bài của công ty đợi nàng quốc tế buổi biểu diễn sau khi kết thúc sẽ ở quốc nội cử hành mấy trận buổi biểu diễn đến lúc đó nhớ đập một tấm chụp chung đây không phải là nhẹ nhàng thoái mái sao có thật không tỷ phu ngươi quá tuyệt thấy dịp thần đáp ứng tô linh nhi kích động nhảy cẩn lên khó che giấu hưng phấn không tệ a à, linh nhi nhìn xong phiếu điểm, Tô Ngưng Sương đem nó trả lại cho Tô Linh Nhi. Tô Linh Nhi đắc y cười cười, sau đó liền quay đầu, thả phiếu điểm đi tới. Lúc này, Tô Ngân Sương nhích tới gần Diệp Thần một ít, tại Diệp Thần bên tai, dùng chỉ có Diệp Thần có thể nghe được âm thanh, lũng niệu nói ra. Diệp Thần ca ca. Nếu mà người ta cũng kiểm tra một cái niên cấp thứ ba. Ngươi có phải hay không cũng phải đáp ứng người ta một cái điều kiện A. Nếu Linh Nhi kiểm tra một cái thứ ba, Diệp Thần có thể đáp ứng một cái điều kiện, vậy mình kiểm tra một cái thứ ba, Diệp Thần có phải hay không cũng có thể đáp ứng mình một cái điều kiện. Lần đầu tiên nghe Ngưng Sương dạng này làm nũng, Diệp Thần lập tức sửng sốt, tâm ly hơi khác thường cảm giác. Ngưng Sương, ngươi có phải hay không ghen? Diệp Thần nhỏ giọng hỏi. Nào có? Ta làm sao sẽ ghen đâu? Tô Ngưng Sương biểu môi, trả lời. Phải không? Diệp Thần không có ở cái đề tài này bên trên tiếp tục tiếp, mà là vỗ bộ ngực bảo đảm. Ngưng Sương, nếu mà ngươi kiểm tra thứ ba, đừng nói một cái, coi như là ba cái điều kiện, ta đều đáp ứng ngươi. Ba cái điều kiện. Nghe Diệp Thần vừa nói như thế, Tô Ngưng Sương lộ ra nụ cười sáng lạng. Một lời đã định, đến lúc đó ngươi cũng đừng đổi y nha. Không chờ Diệp Thần kịp phản ứng, Tô Ngưng Sương vỗ một cái Diệp Thần tay, vỗ tay vì thề. Chụp xong tay sau đó, Tô Ngưng Sương giảo hoạt cười một tiếng, sau đó liền đi mở. Diệp Thần đứng tại chỗ, hắn luôn cảm giác mình bị Ngưng Sương hố, hơn nữa còn là cam tâm tình nguyện bị cái hố. Bất quá bị hố liền bị hố đi, đây là ngưng sương cái hố hắn có thể làm sao tiếp tục cưng chiều chứ sao chỉ chốc lát sau tô linh nhi mẫu thân cũng quay về rồi a di diệp thần chào hỏi tiểu thần ta cùng linh nhi tới quấy rầy ngươi rồi tô linh nhi mẫu thân có chút ngượng ngùng nói ra nào có ta hoan nghênh cỏn không kịp đây nhiều người náo nhiệt một ít buổi tối tô ngưng sương mẫu thân và tô linh nhi mẫu thân cùng nhau chuẩn bị cơm tối một đại người nhà cùng nhau ăn cơm ngày thứ hai Diệp Thần cùng Tô Ngưng Sương chuẩn bị mang Tô Linh Nhi tại Ma Đô chuyển động. Linh Nhi thật vất vả đến Ma Đô một lần, khi Diệp Thần hỏi Tô Linh Nhi muốn đi nơi nào thì, Tô Linh Nhi không chút do dự trả lời. Disney Ma Đô Disney chính là toàn quốc nổi danh, Tô Linh Nhi rất sớm đã nghe nói qua, cũng phi thường muốn đi Ma Đô Disney chơi một vòng. Với tư cách một cái nữ sinh, đến Ma Đô sau đó, nếu mà muốn chọn một chỗ, cái thứ nhất đi, Tô Linh Nhi tự nhiên chọn Disney rồi. Disney Tô Linh Nhi câu trả lời này, là trong tình ly, cũng là ngoài dự liệu. Với tư cách một cái nam sinh, Diệp Thần không nghĩ đến Tô Linh Nhi đầu tiên muốn đi Disney. Tô Ngưng Sương cũng không có nghĩ đến, bởi vì Tô Ngưng Sương tính cách lạnh lùng, không phải như vậy yêu thích giống như Disney người như vậy sơn nhân biển địa phương. Mà đồ Disney bởi vì quá nổi danh, ngày thường du khách liền có rất nhiều, đặc biệt là ở cuối tuần, và hiện tại ngày nghỉ lễ, người càng là nhiều vượt quá bình thường. Hiện tại đi, sợ rằng phải sắp xếp thời gian rất lâu đội, là loại kia mấy giờ. Tô Linh Nhi đột nhiên nghĩ đến điểm này, nhất một chút, mở miệng nói. Hiện tại quá nhiều người, tỷ, tỷ phu, quên đi, chúng ta đổi chỗ khác. Nàng đối với xếp hàng cái gì không ghét, nhưng nàng sợ hải lão tỷ cùng tỷ phu không thích, tuy rằng hết sức không bỏ, nhưng vẫn là quên đi thôi. Tô Linh Nhi từ bỏ. Nhưng ngay khi Tô Linh Nhi tiếc núi thời điểm, dịp thần lại thần bí lên tiếng. Chúng ta liền đi Disney, ta có biện pháp không cần xếp hàng. Chương 613, Phong Thủy Luân Chuyển. Ân. Ừ. Nghe dịp thần vừa nói như thế, Tô linh nhi nhất thời trận to cặp mắt biện pháp gì tỷ phu có biện pháp gì liền vừa mới đã nhận được diệp thần hứa hẹn tâm tình không tệ tô ngưng sương cũng tò mò nhìn về phía diệp thần nàng cũng muốn biết diệp thần có biện pháp gì hôm nay là ngày nghỉ lễ disney người cũng không phải bình thường nhiều lắm đi diệp thần nắm lấy chìa khóa xe mang tô ngưng sương cùng tô linh nhi rời khỏi thang thần nhất phẩm tại đi disney trên đường diệp thần thuận tay phát một cái tin hai ba mươi phút sau ba người tới đại danh đỉnh đỉnh ma đô disney công viên đậu xe xong đi đến disney công viên trước đừng nói tô linh nhi cùng tô ngưng sương hai tỷ muội người ngay cả diệp thần đều kinh sợ phóng tầm mắt nhìn tới chằng chịp đầy người kích thước này sợ rằng cùng xuân vận đều không khác mấy rồi quả thực vượt quá bình thường cho dù bắt đầu từ bây giờ xếp hàng không chờ mấy giờ chỉ sợ cũng không vào được cục cục tô linh nhi nuốt nước miếng một cái mở miệng nói tỷ phu chúng ta hay là trở về đi thôi không cần Diệp Thần lắc lắc đầu, bấm điện thoại, nói mình trước mắt vị trí. Hai ba phút sau đó, một cái Disney công tác nhân viên một mực cung kính cầm lấy ba tấm đặc thù vip vé vào cửa đi tới. Diệp Tiên Sinh, đây là ngày ba tấm vé vào cửa. Nhìn thấy Diệp Thần, xác định rõ thân phận sau đó, công tác nhân viên đem ba tấm vé vào cửa đưa cho bọn hắn. Madu Disney công viên vip vé vào cửa. Nhìn đến Diệp Thần trong tay vé vào cửa, Tô Linh Nhi kêu thành tiếng. Nguyên lai đây chính là tỷ phu biện pháp. Nàng biết rõ. Mà đồ Disney đúng là có một loại VIP khách quy vé vào cửa, có thể không cần xếp hàng, nhanh chóng vào vườn. Hơn nữa VIP vé vào cửa đặc quyền, Disney công viên bên trong, một ít hạng mục, cũng có thể không cần xếp hàng. Đương nhiên rồi, loại này VIP vé vào cửa, so sánh phổ thông vé vào cửa muốn đắt không ít. Bất quá đây không tính là cái gì, cái giá tiền này, cho dù đối với cô Linh Nhi lại nói, khẽ cắn răng, cũng có thể mua được. Quan trọng nhất là, dựa theo Disney quy định, Disney công viên VIP vé vào cửa, cần đặt trước. Tình hình chung, sợ rằng phải trước thời hạn 20 ngày tới mà ngày nghỉ lễ, sợ rằng phải trước thời hạn lâu hơn. Nhưng bây giờ, tỷ phu đã cho tới 3 tấm hôm nay Disney công viên VIP vé vào cửa, vừa mới qua đi bao lâu. Vừa rồi tại trên xe, tỷ phu gửi tin nhắn thời điểm, Tô Linh Nhi cũng chú ý tới. Từ tỷ phu gửi tin nhắn, đến thời khắc này, cũng chỉ quá khứ vài chục phút đi. Vài chục phút, tỷ phu liền ung dung không thấy Disney công viên quy định, cho tới 3 tấm hôm nay vé vào cửa. Tỷ phu giao thiệp quá kinh khủng tỷ phu, ngươi quá lợi hại. Tô Linh Nhi thở dài nói, kỳ thực, Tô Linh Nhi cũng không biết, Diệp thần lấy được đây mấy tờ vip vé vào cửa, cùng những cái kia phổ thông vip vé vào cửa cũng bất đồng. Cái khác vip vé vào cửa, chỉ là một phần Disney công viên bên trong hạng mục không cần xếp hàng. Mà Diệp thần đây mấy tờ vip vé vào cửa, chính là Disney bên trong tất cả hạng mục đều có thể không cần xếp hàng. Đây là Disney bên trong, chỉ nhằm vào loại kia đặc thù đại lão chuẩn bị, một dạng người có tiền, tiêu tiền cũng mua không được. Vào đi thôi. Diệp Thần khoát tay một cái, ba người cầm lấy Disney công viên VIP vé vào cửa, hướng về VIP cửa vào đi tới. Bên cạnh, những cái kia xếp hàng du khách, nhìn đến Diệp Thần ba người từ VIP thông đạo, không có nửa điểm ngăn trở trực tiếp tiến vào Disney công viên, hâm mộ đến cực điểm. Đây chính là cuộc sống của người có tiền sao? Có tiền, thật tốt a. À. Tiến vào Disney công viên sau đó, Diệp Thần ba người từng cái từng cái hạng mục chơi tiếp. Bởi vì đến hơi trễ, chơi hai ba cái hạng mục sau đó, cũng đã là buổi trưa. Diệp thần ba người chuẩn bị tìm nhà hàng ăn cơm. Nhưng khi ba cái vừa đi vào Disney nhà hàng, nhất thời hấp dẫn rất nhiều khách nhân khán giả. Tuy rằng Disney bên trong trẻ tuổi tiểu tỷ tỷ có rất nhiều, xinh đẹp, vóc người đẹp cũng không thiếu, nhưng giống như Tô Ngưng Sương cùng Tô Linh nhi nhan trị cao như vậy, lại không có. Hiện trường, không ít nam du khách hâm mộ nhìn đến Diệp thần. Kháo, quả nhiên là người so với người, tức chết người. Cách đó không xa, một cái cùng Diệp thần không lớn bao nhiêu nam sinh nhổ nước bọt, đối với Diệp thần ghen tị cực kỳ mọi người tuổi tác đều không khác mấy, vì sao bên cạnh hắn có hai cái xinh đẹp không thể tưởng tượng nổi tiểu tỷ tỷ phụng bồi. Một cái trong đó thật giống như cùng tiểu tử kia quan hệ tốt rất giống không bình thường. dáng vẻ này hắn, ngay cả bên cạnh bạn gái, cũng chỉ là chính đang theo đuổi bạn nữ giới mà thôi, còn không phải chân chính bạn gái. Quả thật, người không thể so sánh A. À. Phương diện này so không lại, nhưng mình tại phương diện khác vẫn có ưu thế. Ví dụ như hắn mua là Disney công viên VIP vé khách quy. Ngày nghỉ lễ, Disney công viên vé khách quy cực kỳ khó cướp, hắn vé khách quy là giá cao từ Hoàng Ngưu trong tay mua được. Khi hắn và bạn gái có thể không cần xếp hàng, trực tiếp chơi một cái bộ môn thời điểm, cho dù có hai cái xinh đẹp tiểu tỷ tỷ phụng bồi, tiểu tử kia cũng chỉ có thể khổ ha ha xếp hàng. Nghĩ tới đây, nam sinh nội tâm mới được rồi một tia an ủi. Cơm nước xong, cuối cùng hâm mộ nhìn dịp thần một cái, nam sinh cùng bạn gái mới rời khỏi. Sau một tiếng, tại Disney công viên một cái hạng một trước, chen đầy xếp hàng người. Từ hai cái phương hướng bất đồng, diệp thần ba người và tại trong phòng ăn hâm mộ diệp thần nam sinh cùng bạn gái đi tới là tiểu tử kia nhìn đến diệp thần cũng là hướng về hạng mục này đến nam sinh biểu môi vừa mới mình hâm mộ tiểu tử này hiện tại đến phiên tiểu tử này hâm mộ mình đi mình chính là có việc khách quy vé vào cửa không cần xếp hàng thế nhưng tiểu tử không được nam sinh tìm một cái lý do để cho bạn gái dừng lại nam sinh đứng tại chỗ nghiền ngẫm nhìn đến diệp thần hắn muốn xem người nam sinh kia dừng lại xếp hàng sau đó mình ở ngay trước mặt hắn, ngông nghênh không cần xếp hàng, trực tiếp tiến vào hạng mục này, để cho tiểu tử kia hâm mộ mình. Phong thủy luân chuyển A. À. Nghĩ, nam sinh khóe miệng hơi hơi dương lên. Rất nhanh, dịp thần ba người từ trước mặt của hắn trải qua, tiếp tục hướng đi cái kia hạng mục. Chỉ là tiếp theo, sự tình phát triển cùng hắn tưởng tượng không giống nhau, dịp thần ba người cũng không có đi xếp hàng, mà là tiếp tục đi vào hạng mục này bên trong. Công tác nhân viên nhìn một chút bọn hắn vé vào cửa, cho có rồi. Cái quỷ gì? nam sinh trợn to hai mắt, vô cùng kinh ngạc nhìn về phía trước. Nguyên lai like, tiểu tử kia cũng là vip vé vào cửa sao. Đây. Mình có chừng một tia an ủi, một chút ưu thế, lập tức không còn sót lại chút gì, hắn hai phương diện, đều bại bởi tiểu tử kia. Ai? Nam sinh than nhẹ một tiếng, sau đó mang theo bạn gái hướng về hạng mục này đi tới. Nhưng một giây kế tiếp, để cho hắn không từng nghĩ đến sự tình lại phát sinh. Chương 614, lén lút chạy vào đến công tác nhân viên nhìn xong hắn viết vé vào cửa sau đó, không chỉ không có cho qua, ngược lại ngăn cản hắn và bạn gái. Thật xin lỗi, ngài không thể trực tiếp vào trong, xin ngài qua bên kia xếp hàng. Công tác nhân viên chỉ chỉ đội ngũ thật dài, làm một cái động tác tay mời. Cái gì? Để cho ta đi xếp hàng, ngươi thấy rất rõ, ta đây chính là viết vé vào cửa A, có thể không cần xếp hàng. Nam sinh cố y gia tăng âm thanh, khoe khoang giải thích. Bên cạnh bạn gái cũng là mặt đầy không hiểu. Bởi vì nam sinh âm thanh khá lớn, hấp dẫn không ít xếp hàng du khách ánh mắt. Tiên sinh, chúng ta biết rõ ngài đây là VIP vé vào cửa, nhưng không thể xếp hàng hạng mục, cũng không bao gồm cái này. Công tác nhân viên giải thích. Vậy tại sao vừa mới ba người kia có thể vào, bọn hắn cũng chẳng phải VIP vé vào cửa sao, đều là giống nhau, vì sao chúng ta không thể đi vào? Nam sinh không cam lòng chất vấn. Ngại ngùng tiên sinh, vừa mới kia ba vị VIP vé vào cửa cùng ngài không giống nhau, kia ba vị VIP vé vào cửa là công viên bên trong tất cả hạng mục không thể xếp hàng, nhưng ngài cái này, chỉ là bộ phận hạng mục không thể xếp hàng. Công tác nhân viên mỉm cười giải thích. Trong nháy mắt, nam sinh lúng túng cực kỳ. Ha ha ha. Chết cười ta, để cho hắn tại tại đây khoe khoang. Một ít xem náo nhiệt du khách cười ra tiếng. Hừ. Bị mọi người cười nhạo, bạn gái mặt trực tiếp sụp đổ, đối với nam sinh lạnh trên một tiếng, xoay người rời đi. Giữa hai người, không vui. Tại chỗ, nam sinh khóc không ra nước mắt. Tại Disney lại chơi 2 đến 3 giờ thời gian, mấy người đều chơi mệt, rời đi. Trở lại thang thần nhất phẩm, thời gian còn sớm, ba người liền thảo luận một hồi buổi tối ăn cái gì. Có thể ăn đồ nướng sao? Tô Linh Nhi hưng phấn mà hỏi. Nói ăn, nàng ấn tượng sâu nhất chính là tỷ phu làm đồ nướng, mùi vị quả thực là tuyệt nhất, so sánh bên ngoài bán ăn không tồi. Tô Ngưng Sương cũng là hai mắt tỏa sáng, bị Linh Nhi vừa nói như thế, Tô Ngưng Sương cũng có động lòng. Linh Nhi, nơi này có không có ban công, làm sao đồ nướng? Tô Linh Nhi mẫu thân nhổ nước bọt nữ nhi ân nghe a di vừa nói như thế diệp thần hai mắt tỏa sáng chúng ta có thể đi bên ngoài bữa cơm giả ngoại làm ngoài trời đồ nướng a à. diệp thần ngay lập tức liền nghĩ đến dưỡng vân an mang chỗ đó phong cảnh tốt hơn nữa cũng không thiếu địa phương thích hợp thích hợp bữa cơm giả ngoại đồ nướng hơn nữa sau khi ăn xong buổi tối cũng có thể tại diệp thần ba hào cổ trạch nghỉ ngơi rất phương tiện trong nhà cổ phòng có rất nhiều có thật không tỷ phụ ngươi biết ma đô có thích hợp địa phương tô linh nhi kinh ngạc hỏi ta mang bọn ngươi đi một cái địa phương tốt phong cảnh dễ chịu địa phương tốt diệp thần gật đầu một đại người nhà đều ở chỗ này người có một ít nhiều ngay sau đó bọn hắn phân chia hai chiếc xe diệp thần ba cái người trẻ tuổi một chiếc tô ngưng sương phụ mẫu và tô linh nhi mẫu thân ba người một chiếc diệp thần tại thang thần nhất phẩm hầm gara chính là đậu một loạt xe đâu tô ngưng sương phụ mẫu ba người lúc trước hướng tại diệp thần ba hào cổ trạch trước tiên đợi một hồi diệp thần ba người chính là đi mua rồi một ít đồ nướng dùng nguyên liệu nấu ăn dụng cụ vân vân, sau đó lại đi tới Dưỡng Vân An Mang. Mua đồ xong sau đó, Diệp thần lái xe, đi tới Dưỡng Vân An Mang cổ trạch chỗ ở khu vực. qua wow, tại đây phong cảnh thật tốt, tỷ phu, nơi này có phải là cổ thôn Lạc a? Xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn đến Dưỡng Vân An Mang bên trong phong cảnh, Tô Linh Nhi thở dài nói. Không nghĩ đến Ma Đô còn có loại địa phương này. Tô Ngân Sương cũng đồng ý gật đầu, rất yêu thích tại đây phong cảnh. Nơi này là Dưỡng Vân An Mang khách sạn, ta ở đây có một bộ cổ trạch Diệp thần giới thiệu sơ lược một hồi. Tại nơi này có một bộ cổ trạch. Tô Linh Nhi nhất thời trận to hai mắt, tỷ phu đây cũng quá ngang tàn đi, làm sao trong đó đều có hào trạch a? Liền loại này có thể so với phong cảnh khu địa phương, đều có một bộ thuộc về mình cổ trạch. Tỷ phu ngư bức. Tô Linh Nhi đối với Diệp thần sùng bái cực kỳ. Sau khi vòng vo một vòng, tìm một cái tại số 3 cổ trạch cách đó không xa, hoàn cảnh không tệ, xung quanh địa phương trống trải. Diệp thần đem BMW 7 hệ cao cấp xe chống đạn ngừng ở bên cạnh, bắt đầu đem đồ vật từ sau bị rương lấy ra. Bởi vì Tô Ngưng Sương cùng Tô Linh Nhi hai người là lần đầu tiên tới, chưa quen thuộc đường, ngay sau đó các nàng trước tiên ở bên cạnh xem lướt qua một hồi, thưởng thức một chút phong cảnh, dịp thần chính là đi tới ba hào cổ trạch, tìm mấy vị trưởng bối quá khứ. Ba hào trong nhà cổ, Tô Ngưng Sương phụ thân đi tới đi lui, tại đây nhìn một chút, nơi kia nhìn một chút, tràn đầy mới mẻ. Mặc dù biết tiểu thần muốn mua một bộ cổ trạch, nhưng hắn cũng không có nghĩ tới đây sao nhanh, tiểu thần đã mua đến tay rồi, hơn nữa còn là trong nhà cổ cao cấp ba hào. Hắn vì có như vậy một vị con rể cảm thấy vô cùng tự hào. Diệp thần đem ba vị trưởng bối dẫn tới, người đã đông đủ, bắt đầu bận rộn. Nửa giờ sau, đồ nướng mùi thơm đã truyền ra. Thật thơm a. À. Tô Linh Nhi kích động phá hư, trơ mắt nhìn đồ nướng. Một cái khác một bên, ba cái mặt lên xa xỉ phẩm, ăn mặc cao quy trẻ tuổi nữ tử đang hướng bên này đi tới. Một cái trong đó còn cầm lấy camera, tự hồ chuẩn bị đập video ngắn. Ồ, chỗ đó không tồi. Lúc này, cái kia cầm lấy máy chụp hình trẻ tuổi nữ tử chỉ chỉ phương xa một vùng không gian lớn địa phương, đề nghị. Bởi vì tầm mắt bị một ít cổ thụ ngăn trở, ba người cũng không có nhìn thấy diệp thần bọn hắn. Mặt khác hai cái trẻ tuổi nữ tử nhìn sang, cũng cảm thấy hoàn cảnh không tệ, thích hợp quay phim. Không đúng, đây là mùi gì? Một cái cô gái tóc dài bỗng nhiên ngửi thấy trong không khí thản nhiên đồ nướng mùi vị. Ba người bước nhanh đi về phía trước, rất nhanh, các nàng xem đến chính đang làm đồ nướng diệp thần đoàn người trong nháy mắt, ba người trên mặt viết đầy ghét bỏ. Đây đều là cái gì nha? Tại sao có thể có người đang nuôi Vân An mang tao nhã như vậy địa phương, làm không đủ tư cách thế này bình dân rác thải thức ăn a? À? Cái kia cô gái tóc dài 10 phần kinh bỉ nói ra. Nàng cảm thấy diệp thần bọn hắn đồ nướng, giảm mạnh rồi dưỡng Vân An mang tại trong lòng các nàng địa vị. Theo lý thuyết, ở khởi dưỡng Vân An mang người, không lẽ đều là người có tiền, ăn liền tính không phải Michelin tam tinh, nói thế nào cũng là đỉnh cấp bữa ăn tây cái gì a? À? làm sao còn có người tại tại đây nướng nướng không đủ tư cách thế này thức ăn. Đây quả thực là đối với Dưỡng Vân An mang vũ nhục. Quan trọng nhất là, có những người này ở đây làm đồ nướng, các nàng video cũng không tiện chụp. Quá suối quẩy. Ba nữ sinh rất là bất mãn, vì lần này quay video, các nàng đặc biệt gom tiền, mới thật không dễ dàng định một đêm Dưỡng Vân An mang phổ thông phòng khách. Các nàng là đúng là mượn Dưỡng Vân An mang danh tiếng, đến gia tăng video ấn vào. Nhưng bây giờ, những người này ở đây Dưỡng Vân An mang, Tại các nàng chọn xong địa phương bên cạnh làm đồ nướng, các nàng làm sao còn quay phim? Một khi không cẩn thận đem bọn họ đập vào trong, đây không phải là kéo xuống các nàng video phong cách. Thời gian hiện tại không còn sớm, trễ nữa, các nàng quay phim liền làm hay sao rồi, ở tại Dưỡng Vân An mang tiền coi như mất toi. Ngươi nhìn, xe của bọn họ là một chiếc BMW. Phá BMW, những lời ấy chưa chắc bọn hắn là lén lút chạy vào đến, có thể ở tại Dưỡng Vân An mang người, sẽ làm đồ nướng dạng này bình dân thức ăn sao. Ba người thảo luận, cuối cùng được ra kết quả, dịp Thần bọn hắn nhất định là lén lút chạy vào đến. Trải qua một phen thương lượng, cái kia tóc dài nữ sinh nhanh chóng rời khỏi. Năm sáu phút sau, tóc dài nữ sinh rồi mới trở về. Thế nào? Hừng, yên tâm đi, ta đã để cho Dưỡng Vân An mang công tác nhân viên qua đây tra xét, nghĩ đến lát nữa Dưỡng Vân An mang người là có thể đem những này lén lút chạy vào đến làm đồ nướng người trục xuất. Cô gái tóc dài tràn đầy tự tin trả lời. Chương 615, các ngươi mặc kệ sao? Lớn nhanh phát nữ tử bảo đảm, Dưỡng Vân An mang công tác nhân viên chẳng mấy chốc sẽ đến, cái khác hai nữ tử mới thở dài một hơi. Đối với Diệp Thần và người khác đồ nướng, ba cái trẻ tuổi nữ tử khịt mũi coi thường. Loại này không lành mạnh, thậm chí tồn tại đến mức nham nguy hiểm rác thải thức ăn, cũng chỉ có loại này bình dân mới ăn. Các nàng loại này người thượng lưu sĩ, chưa bao giờ ăn loại vật này. Có thể các nàng chờ mãi, đợi chừng chừng 10 phút đồng hồ, vẫn không có thấy công tác nhân viên đến trước. Ba người có một ít không đợi được. Mắt thấy thời gian từng giờ trôi qua, còn có hơn nửa giờ trời sắp tối rồi các nàng lần này không chỉ nhớ đập video ngắn còn muốn đập mấy tờ chân dung sự tình tương đối nhiều hiện tại lại lần nữa tìm địa phương đã tới không kịp nếu mà đám này ăn đồ nướng người không đi các nàng căn bản tiến hành không đi xuống lúc này ba cái trẻ tuổi nữ tử bên trong tóc ngắn nữ tử không đợi được nàng tiếp tục hướng về dịp thần bọn hắn đi tới ai cho phép các ngươi đang dưỡng vân an mang bên trong làm đồ nướng sao tóc ngắn nữ tử chỉ cao khí ngang hỏi thấy tóc ngắn nữ tử một bộ la giả bất thiện bộ dáng, Tô Linh Nhi lập tức đứng phản đổi đi ra. Chúng ta làm đồ nướng, có quan hệ gì với ngươi, ai cần ngươi lo. Dưỡng Vân An Mang cũng không phải là nhà ngươi mở. Ta là Dưỡng Vân An Mang khách nhân, tự nhiên có quyền quản các ngươi rồi. Tóc ngắn nữ tử nghĩa chính ngôn từ trả lời. Diệp thần bị tóc ngắn nữ tử nói chọc cười. Nàng chỉ là một cái Dưỡng Vân An Mang khách nhân, còn muốn quan tâm chính mình. Nơi này cách mình ba hào cổ trạch cũng không xa, miễn cưỡng cũng coi là địa bàn của hắn hơn nữa tại đây liền tính không phải tại ba hào cổ trạch phụ cận cũng không có quan hệ hắn với tư cách dưỡng vân an mang cổ trạch chủ nhân một trong còn chưa có tư cách tại cái này làm đồ nướng sao trước dưỡng vân an mang tổng giám đốc chính là bày tỏ qua diệp thần có thể đang nuôi vân an mang bên trong tùy y các ngươi đang tại đây làm đồ nướng ảnh hưởng nghiêm trọng dưỡng vân an mang hình tượng các ngươi lập tức rời khỏi tóc ngắn nữ tử ra lệnh về phần các nàng phải ở chỗ này đập video ngắn cùng chân dung sự tình nàng đương nhiên không thể nói tiểu vân ngươi nói chuyện quá hòa khí rồi ta cảm thấy bọn hắn chính là lén lút chạy vào dưỡng vân an mang cô gái tóc dài cũng đi tới bổ sung nói có tài lực ở tại dưỡng vân an mang người khẳng định đều là người thượng lưu sĩ phú hào quyền quy cái gì dạng này người có thân phận làm sao lại ăn đồ nướng loại này không lành mạnh bình dân sự vật đâu mời các ngươi lập tức rời khỏi cô gái tóc dài mang theo một tia giọng uy hiếp để cho chúng ta rời khỏi nếu như chúng ta không thì sao diệp thần vừa tiếp tục làm đến đồ nướng vừa nói không rời khỏi vậy chúng ta liền muốn gọi dưỡng vân an mang công tác nhân viên đến cô gái tóc dài uy hiếp nàng tự nhiên sẽ không đem nàng đã gọi người đến sự tình nói ra mắt thấy sự tình càng ngày càng hỏng bét thời điểm dưỡng vân an mang ba cái công tác nhân viên đi tới dẫn đầu chính là dưỡng vân an mang tổng giám đốc tại cô gái tóc dài hướng về dưỡng vân an mang người tố cáo nói có người len lén chạy sau khi đi vào công tác nhân viên lập tức hành động bọn hắn trước tiên mức độ lấy kia phụ cận theo dõi kết quả vừa nhìn cô gái tóc dài nói chạy vào người tới, dĩ nhiên là Diệp Tiên Sinh, công tác nhân viên lúc ấy liền cười. Bởi vì lúc trước đối với Diệp Tiên Sinh nghi thức hoan nghênh sự tình, không ít Dưỡng Vân An mang công tác nhân viên rồi nhận thức Diệp Thần, cũng biết Diệp Thần là ba hào của trạch nghiệp chủ thân phận. Diệp Tiên Sinh nếu như là lén lúc chạy vào đến, kia toàn bộ Dưỡng Vân An mang khách nhân, sợ rằng sẽ không có là quan minh chính đại vào ở. Công tác nhân viên lập tức đem tin tức hồi báo cho tổng giám đốc, tổng giám đốc lúc này mới dẫn người chạy tới qua đây. Nhìn đến có công tác nhân viên đến, Cô gái tóc dài lập tức chỉ đến dịp thần bọn hắn, lớn tiếng đối với công tác nhân viên hô. Chính là bọn hắn, bọn hắn chính là ta nói lén lúc chạy vào người tới, mau đem bọn hắn đuổi ra ngoài. Đúng, nhanh bắt bọn hắn lại. Đuổi bọn họ đi. Tóc ngắn nữ tử cùng phụ trách quay phim nữ tử cùng nhau phụ họa. Ta nhìn hẳn bị đuổi ra đi người, là các ngươi. Đi tới, tổng giám đốc cười lạnh phản bác. A. À, nghe thấy tổng giám đốc mà nói, ba cái nữ tử phát mộng rồi các nàng một mực mong mỏi công tác nhân viên đến, thật không nghĩ đến công tác nhân viên đến sau đó, muốn đuổi đi, hẳn là các nàng. Đùa gì thế? Dựa vào cái gì đuổi chúng ta? Cô gái tóc dài không phục. Bọn hắn đang nuôi Vân An mang làm đồ nướng, các ngươi mặc kệ sao? Ha ha! Tổng giám đốc cười lạnh, sau đó chỉ hướng cách đó không xa, một cái bị cổ thụ ngăn che, chỉ lộ ra một góc cổ kiến trúc. Các ngươi nhìn thấy những tòa kiến trúc sao? Ba cái nữ tử nghiêng đầu nhìn sang, gật đầu một cái nhìn thấy, làm sao? Đó chính là Diệp Tiên Sinh nhà ở, Diệp Tiên Sinh tại mình ở tại bên cạnh làm đồ nướng, không được sao? Tổng giám đốc phản bác. Cái gì? Những tòa kiến trúc là hắn. Ba cái nữ tử bị giật mình. Các nàng đúng là nghe nói qua, Dưỡng Vân An mang bên trong một ít cổ trạch, bị ma đô một ít đại phú hào, đại lão mua. Thế nhưng có chút lớn lão, đại phú hào, khoảng cách các nàng vẫn là quá xa vời, quả thực là cao không thể chạm cái chủng loại kia. Các nàng như thế nào cũng không nghĩ đến, cái này chính đang làm đồ nướng nam sinh lại chính là như vậy một vị đại phú hào hoặc là đỉnh cấp đại lão không không thể nào a à. cô gái tóc dài không tin một cái mở phá bmw làm sao có thể ở nơi này cô gái tóc dài lay động đầu không tin ở trong mắt nàng cái gì bmw audi mercedes đều là xe rác có lẽ cũng chỉ mercedes lớn dê còn có chút cấp bậc ở trên đường gặp phải lái bmw audi người bắt chuyện nàng đều sẽ không ly hiện tại nói cho nàng biết, một cái lái BMW người là đại phú hào, nàng không tin. Phá BMW. Tổng giám đốc cười lạnh. Kỳ thực đi, mới bắt đầu hắn cũng không biết dịp tiên sinh chiếc này BMW 7 hệ có cái gì không bình thường. Vì vậy mà ở đó ngày hoan nghênh xong dịp thần sau đó, tổng giám đốc liền đi điều tra một hồi. Kết quả không hòa hợp ra chẳng có gì đặc sắc, một điều tra, tổng giám đốc bị thâm sâu kinh động. Chương 616, có nguy hiểm. Diệp tiên sinh mở, dĩ nhiên là một chiếc vô cùng trân quy BMW 7 hệ cao cấp xe chống đạn. Toàn bộ Mado, có hay không chiếc thứ hai, đều nói không cho phép. Chính là một chiếc ngư bức như vậy xe, lại bị nữ nhân này trước mắt xem thường, cực kỳ buồn cười. Ngươi biết cái gì, dịp tiên sinh chiếc này BMW không phải là phổ thông BMW, đây chính là một chiếc BMW 7 hệ cao cấp xe chống đạn. Nó cùng cản trước thành tỷ phú, ly tỷ phú tọa giá là giống nhau. Tổng giám đốc giới thiệu. BMW 7 hệ cao cấp xe chống đạn cái tên này vừa nghe liền không đơn giản. Biết rõ chiếc này BMW 7 hệ chỗ bất đồng, liền Tô Linh Nhi đều vạn phần kinh ngạc, không nghĩ đến tỷ phu chiếc này BMW lợi hại như vậy. Cùng cảng thành ly tỷ phú tỏa giá một dạng. Cô gái tóc dài che miệng, khiếp sợ đến cực điểm. Cảng thành ly tỷ phú tỏa giá có thể một dạng sao? Trước mắt nam sinh này xe, cư nhiên cùng ly tỷ phú tỏa giá là giống nhau, đó là thật rất khủng bố rồi. Bên cạnh, mặt khác hai nữ tử cũng là mặt đầy biểu tình kinh hãi. Tiểu ca ca thật là lợi hại. Tiểu ca ca, ta sẽ đồ nướng, ta có thể giúp ngươi sao? Biết rõ Diệp Thần thân phận không bình thường, cô gái tóc dài cùng tóc ngắn nữ tử thái độ phát sinh chuyển biến lớn 180 độ, bắt đầu hướng về Diệp Thần nịnh hót. Giấc mộng của các nàng, chính là gã vào hào môn, trước mắt liền có một cái các nàng này thường căn bản tiếp xúc không tới đại nhân vật, các nàng đương nhiên muốn biểu hiện một chút. Các nàng tự nhận là vẫn còn có chút sắc đẹp, lúc này càng là hận không được đối với Diệp Thần ôm ấp yêu thương nhìn đến trước ngạo mạng sau cung kính hai người diệp thần không nhịn được đối với tổng giám đốc nói đem các nàng trục xuất đừng ảnh hưởng chúng ta thèm ăn phải tổng giám đốc gật đầu một cái tổng giám đốc cùng cùng đi hai cái công tác nhân viên trực tiếp đem ba cái nữ tử đuổi đi ba cô gái này sau khi đi tại đây mới yên tĩnh lại một đại người nhà ăn đồ nướng trò chuyện thật thơm a à. khi diệp thần mau ăn cho tới khi nào xong thôi một cái mặt lên giày vải xem ra rất phổ thông người trung niên đúng lúc từ bên cạnh trải qua thở dài nói tiểu huynh đệ có tiện hay không thêm một người phổ thông người trung niên mười phần lễ phép hỏi ta không trắng ăn ta ra rượu chỗ của ta còn có một bình đã nói qua rượu tô ngưng sương phụ thân đầu tiên nhìn thấy cái này phổ thông người trung niên đã cảm thấy người trung niên không đơn giản nhưng chính là không nói ra được vì sao có thể diệp thần cũng không có suy nghĩ nhiều hôm nay nướng thức ăn có một ít nhiều không ăn hết cũng lãng phí tô ngưng sương tô linh nhi cùng hai vị a di đã sớm ăn no đi Lúc này các nàng đang cùng nhau đang nuôi Vân An mang bên trong tản bộ đi. Tại đây chỉ còn lại có Diệp thần cùng Tô Ngưng Sương phụ thân hai người. Vậy thì tốt quá, tiểu huynh đệ, cảm ơn nhiều. Các ngươi chờ một lát, ta trở về lấy rượu. Dứt lời, Phổ Thông người Trung Niên rời khỏi, mấy phút sau, Phổ Thông người Trung Niên cầm lấy một bình Mao Đài đã trở về. Phổ Thông người Trung Niên tương đương khách khí, trước tiên tiếp Diệp thần cùng Tô Ngưng Sương phụ thân một người rót một ly, sau đó lại cho mình rót một ly. Cái mùi này đã rất nhiều năm chưa ăn qua rồi nếm thử một miếng đồ nướng phổ thông người trung niên cảm thán ba người vừa ăn vừa nói chuyện phổ thông người trung niên cùng dịp thần trò chuyện tốt hơn có phần có một bộ bạn vong niên y tứ ăn uống no đủ sau đó phổ thông người trung niên cuối cùng hướng về dịp thần nói một tiếng cảm tạ sau đó rời đi nhìn đến phổ thông bóng lưng của trung niên nhân tô ngưng sương phụ thân luôn cảm thấy có chút lạ quái cũng bởi vì hắn quá bình thường tại cái này dưỡng vân an mang cổ trạch khu vực ngược lại không không tầm thường tiểu thần ngươi cảm thấy chai này Mao Đài có cái gì khác nhau sao? Sau đó, Tô Ngưng Sương phụ thân liền đem ánh mắt bỏ vào bình kia uống một nửa rượu trắng bên trên. Hắn muốn thông qua rượu trắng, từ mặt bên đánh giá một hồi cái này phổ thông trung niên nhân thân phận, chai này Mao Đài, cùng hắn đã uống Mao Đài, tự hồ có hơi không bình thường. Thúc thúc, ngươi nói không sai, chai này Mao Đài đúng là không bình thường. Diệp thần gật đầu một cái. Đây là một bình Hán Đế Mao Đài. Diệp thần nói ra tên của nó. Diệp thần kỳ thực đối với rượu không hiểu rõ lắm có thể bởi vì tại hàng thành hắn có một gia tử trang mà rượu của hắn trang cất giấu bên trong liền có hai bình hán đế mao đài vì vậy mà biết rõ một chút cái gì hán đế mao đài tô ngưng sương phụ thân thiếu chút hô lên âm thanh gần đây hán đế mao đài danh tiếng chính là quá lớn cái này không sai biệt lắm là toàn quốc đắt tiền nhất rượu có báo cáo tin tức trước trên internet đấu giá một bình hán đế mao đài bị tăng giá đến 100 ức sau đó liền lưu phách rồi đương nhiên khả năng này là có người cố y đập phá quán hoặc là đồn thổi lên một bình hán đế mao đài không có đắt như vậy bất quá theo như bình thường đi tình lại nói một bình hán đế mao đài giá cả làm sao cũng muốn mấy ngàn vạn nhưng chính là như vậy một bình mấy ngàn vạn rượu lại bị phổ thông người trung niên đánh giá là một bình đã nói qua rượu hơn nữa còn bị vừa mới cái kia phổ thông người trung niên thuận tay lấy ra uống hắn chỉ sợ là ma đô đỉnh cấp đại lão hoặc là đỉnh cấp phú hào tô ngưng sương phụ thân suy đoán tiểu thần ngươi vừa mới đáp ứng hắn thật là quá đúng tô ngưng sương phụ thân đồng y lúc ăn cơm tiểu thần cùng hắn chính là trò chuyện không tồi trong lúc lơ đảng, tiểu thần liền cùng như vậy một vị đỉnh cấp đại lão có giao tình mạng giao thiệp được phát triển đây chỉ sợ là vô số phú hào hâm mộ không hết vừa mới cái kia mặc lên giày vải phổ thông trung niên nhân thân phận sợ rằng cùng kia là cái gì chu lão không sai biệt lắm thậm chí lợi hại hơn tiểu thần vận khí quá tuyệt mạng giao thiệp giao tình đây chính là bao nhiêu tiền đều mua không được đó a à? diệp thần cùng tô ngưng sương phụ thân đơn giản thu thập một chút sau đó đem đồ vật lấy được cách đó không xa ba hào cổ trạch tối nay người một nhà ngay tại diệp thần ba hào cổ trạch nghỉ ngơi hôm đó rạng sáng diệp thần cứ theo lẽ thường mở ra trò chơi hướng theo mình tài sản càng ngày càng nhiều đủ loại sản nghiệp càng ngày càng nhiều hiện tại trong trò chơi có thể để cho diệp thần vô cùng động lòng hàng hóa đã không nhiều lắm hy vọng hôm nay có thể có một kiện đi diệp thần mở ra thương thành không nghĩ đến chuyện thứ nhất hàng hóa diệp thần nhìn chúng đó là một tòa ma đô xếp hạng thứ ba đỉnh cấp quán rượu, có giá trị không nhỏ. Quán rượu kia là ma đô công tử ca, và phú gia thiên kim thường xuyên đi tụ họp địa điểm. Gần đây, Diệp thần Diệp thần vô địch siêu xe câu lạc bộ ma đô phân bộ vừa mới thành lập, một đám thành viên chính đang kế hoạch tuyển người. Diệp thần vẫn là hất tay trưởng quỷ, vì vậy mà liền không để y. Nếu mà mua nhà này quán rượu, người dưới tay mình tuyển người, liền dễ dàng. Một nhà ma đô xếp hạng thứ ba quán rượu, lợi nhuận chính là tương đương khả quan hơn nữa sau đó có tụ họp cái gì, cũng có địa phương, dễ dàng hơn. Đúng lúc trong tay mình cũng không có, nghĩ, Diệp Thần liền ấn vào mua sắm. Mấy giây sau đó, Diệp Thần nhận được nhắc nhở. Nhà này ma đô xếp hạng thứ ba đỉnh cấp quầy rượu đại lão bản, sau này sẽ là Diệp Thần rồi. Trừ chỗ đó ra, lần này thương thành bên trong, còn có một cái để cho Diệp Thần trò chơi có một ít động lòng sản phẩm. Không tệ, không tệ, hôm nay có hai kiện thứ tốt. Diệp Thần hài lòng gật đầu, mình hôm nay vận khí có thể. Prada tập đoàn 3% cổ phần, 56 nguyên. Đây Prada 3% cổ phần, giá trị cũng không tính là cao, cũng chỉ bàn nhỏ 10 ức mà thôi. Nhưng nó chỉ cần 56 khối, Diệp Thần có thể không bắt lấy sao. Đối với Prada cổ phần, Diệp Thần dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt. Diệp Thần tương lai chính là muốn đem toàn bộ Prada đều nắm ở trong tay. Mua sắm. Diệp Thần ấn vào mua sắm mua sắm. Rất nhanh, giá này trị bàn nhỏ 10 ức Prada tập đoàn cổ phần, thuộc về Diệp Thần rồi còn lại hàng hóa bình thường không có gì lạ dịp thần đem hôm nay tiêu phí hạn mức dùng xong liền đi nghỉ ngơi ngày thứ hai tô linh nhi đề nghị đi lão tỷ tô ngưng sương đi học ma đô đại học đi một vòng tô linh nhi lập tức liền muốn lên năm ba cao trung rồi sau đó chính là cao khảo tô linh nhi muốn tìm kiếm một khu nàng trở nên cố gắng đại học tuy rằng thành tích của nàng đã chen vào niên cấp thứ ba nhưng giống như thanh bắc loại kia đỉnh cấp đại học tô linh nhi tạm thời vẫn là không dám nghĩ biết rõ tô linh nhi tâm y tô ngưng sương đáp ứng lập tức rồi ba người lái xe, chạy thẳng tới Ma Đô Đại học mà đi. Đi đến Ma Đô Đại học sau đó, đem xe dừng lại xong, Diệp Thần mới vừa đi xuống xe, bỗng nhiên có người vọt tới. Có nguy hiểm. Chương 617, một chi tiết. Hơn nữa hướng về Diệp Thần xông tới, còn không phải một người, là ba cái, dẫn đầu, càng là một người vóc dáng cao lớn thanh niên. Nhìn thấy đây màn, Diệp Thần không có suy tư, theo bản năng bước lên trước, liền đem Tô Ngưng Sương bảo vệ chắp sau lưng, để phòng bất trắc. Tô Linh Nhi còn tại trên xe, chưa ra. Diệp thần trước chiếm được thuộc phòng thân, hắn đã làm xong động thủ chuẩn bị. Diệp giáo sư, ngài đừng hiểu lầm. Diệp giáo sư, chúng ta không có không có ác y. Chạy đến Diệp thần trước mặt, nhìn đến Diệp thần tự hồ muốn động thủ y tứ, mấy cái thanh niên liền vội vàng giới thiệu. Diệp giáo sư, chúng ta là Mỹ thuật học viện học sinh. Chúng ta là Ngài Phan, trước ngài tại Mỹ thuật học viện báo cáo, chúng ta không có đi, đối với lần này 10 phần tiếc núi. Chúng ta qua đây, chỉ là muốn hỏi một chút, ngày lần sau khi nào trả cử hành báo cáo A, đến lúc đó, chúng ta nhất định trước thời hạn 2 giờ đi. Mấy cái nam sinh thiện y giải thích. Biết rõ bọn hắn không có ác y sau đó, dịp thần cũng sẽ không như vậy cảnh giác. Nếu mà vừa mới chỉ có dịp thần mình, coi như là gặp phải lớn hơn nửa phiền phức, dịp thần vẫn sẽ bình thản ung dung. Nhưng bây giờ ngưng sương cùng Linh Nhi hai nữ sinh ở đây, dịp thần đương nhiên phải duy trì cảnh giác. Dù sao mình vừa dừng xe, bỗng nhiên mấy cái thân hình cao lớn thanh niên xa lại liền hướng về phía mình qua đây, ai không biết suy nghĩ nhiều đâu. Biết rõ bọn hắn y đồ sau đó, Tô Ngân Sương cùng Tô Linh Nhi rối rít thở dài một hơi. Tuy rằng buông lỏng lại, nhưng Tô Ngân Sương bộ não bên trong vẫn không ngừng nghĩ vừa mới một chi tiết. Có đôi khi, một chi tiết có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Tại sắp phát sinh thời điểm nguy hiểm, Diệp Thần không có nửa điểm do dự, trực tiếp bước lên trước, đem nàng bảo hộ ở rồi phía sau. Tô Ngân Sương nội tâm mười phần chấn động, đồng dạng cảm thấy vô cùng ấm áp, nàng có thể cảm nhận được Diệp Thần đối với người yêu của mình. Cái nam nhân này, đáng giá mình phó thác cả đời. Đồng dạng, nàng cũng yêu Diệp Thần, cũng nguyện y vì Diệp Thần bỏ ra tất cả, cũng bao gồm sinh mệnh. Phía trước, mấy cái thanh niên mặt đầy sùng bái nhìn đến Diệp Thần, Diệp Thần suy tư một chút, trả lời. Đoạn thời gian gần nhất khả năng không có, báo cáo mà nói, qua một thời gian ngắn đi. Tuy rằng Mỹ thuật học viện mạnh lão một mực hy vọng Diệp Thần có thể nhiều đến cử hành mấy lần báo cáo, nhưng Diệp Thần ngày thường cũng rất bận, không có nhiều thời gian như vậy. Được. Diệp giáo sư, chúng ta có thể cùng ngài hợp trương chiếu theo sao? Có nam sinh mặt đầy khao khát hỏi Diệp Thần. Có thể. Diệp Thần gật đầu một cái. Mấy người cùng Diệp Thần chụp một tấm chụp chung sau đó, mới khách khí rời khỏi. Tỷ phu, không nghĩ đến ngươi tại Ma Đô Đại học Mỹ thuật học viện như vậy được hoan nghênh a. À? Tô Linh Nhi cảm thán. Ta tại ngưng sương các nàng học viện, sợ rằng được hoan nghênh hơn. Diệp Thần bổ sung một câu. Chỉ có điều loại này hoan nghênh, hơn phân nửa kèm theo ghen tị, hâm mộ chờ mình chính là đem bọn họ giáo hoa đoạt đi ta đến ma đô đại học số lần cũng không phải rất nhiều đối với một vài chỗ không tính quen thuộc hôm nay sẽ để cho ngưng sương làm hướng đạo đi diệp thần đề nghị được tô ngưng sương gật đầu tại ma đô đại học có một đoạn thời gian nàng đã hết sức quen thuộc sau đó tại tô ngưng sương dưới sự dẫn dắt ba người tại ma đô đại học đi thăm tô ngưng sương hướng về muội muội giới thiệu ma đô đại học một ít chuyện bất tri bất giác mấy người đi tới ma đô đại học một cái trên quảng trường nhỏ tại đây tụ tập rất nhiều người tự hồ đang cử hành cái gì hoạt động tô linh nhi ánh mắt trong nháy mắt bị hấp dẫn tại tô linh nhi dưới sự dẫn dắt diệp thần cùng tô ngưng sương cũng đẩy ra đám người phía trước vừa nhìn có người chính đang túi bánh tét đoan ngọ rồi có không ít học sinh ở trong trường học vì vậy mà trường học một cái hội đoàn liền cử hành một cái túi bánh tét hoạt động thuận tiện gia tăng một hồi hội đoàn danh tiếng mỗi cái học sinh mỗi người đều có thể miễn phí túi hai cái bánh tét sau đó từ bọn hắn hội đoàn phụ trách giúp đỡ nấu chín nếu mà cảm giác mình túi bánh tét túi rất tốt, còn có thể tham gia sau 20 phút trận đấu, quyết ra 5 người đứng đầu, giành được phần thưởng. Hạng nhất phần thưởng, khoảng chừng 1.000 tiền thưởng. Đây đối với đại đa số học sinh lại nói, đã rất phong phú, đây chỉ là dân làm, không thể hy vọng xa vời bọn hắn có quá nhiều tiền vốn. Biết rõ rất nhiều người đều sẽ không túi bánh tét, hội đoàn đặc biệt mời mấy vị sẽ túi bánh tét A-di đến giáo mọi người. Đang nghe A-di giảng giải sau đó, Tô Linh Nhi cảm thấy túi bánh tét chính là một đĩa đồ ăn, ngay sau đó nóng lòng muốn thử muốn tham gia túi bánh tét trận đấu diệp thần chúng ta cũng tham gia chơi một chút đi tô ngân sương cũng là lần đầu tiên gặp phải dạng này hoạt động cảm thấy có chút y tứ được diệp thần gật đầu một nghìn không giống nhau ngàn tiền thưởng không có vấn đề quan trọng nhất trong đó thú vui sau đó diệp thần tô ngân sương tô linh nhi ba người báo danh túi bánh tét cuộc so tài hiện tại sẽ chờ bắt đầu so tài tô ngân sương cùng tô linh nhi hai tỷ mọi người lần nữa trở lại vừa mới a di bên kia nhìn a di túi bánh tét học tập kinh nghiệm Diệp thần vừa mới bắt đầu cũng muốn đi, nhưng điện thoại di động bỗng nhiên chấn động động, ngay sau đó Diệp thần liền từ trong đám người rời khỏi, đi tới một xó xỉnh, lặng lẽ mở ra điện thoại di động. Ken Kiêu chiến tuyên bố, tham gia túi bánh tét cuộc so tài, trở thành năm người đứng đầu. Kiêu chiến tưởng thưởng, quốc tế đỉnh cấp chụp hình kỹ thuật. Kiêu chiến tưởng thưởng, 45 điểm kinh nghiệm trị. Kiêu chiến tưởng thưởng, 22 điểm thương thành tích phân. Điểm tiến vào trò chơi, quả nhiên có tân kiêu chiến bản thân đã đáp ứng ngưng sương dự thi đã báo danh khiêu chiến này xem như dệt hoa trên gấm bất quá muốn trở thành tốt năm đúng là có một điểm tính khiêu chiến dù sao vô luận là diệp thần vẫn là tô ngưng sương hai tỷ mọi người đều không có túi qua bánh tét bất quá lần này tưởng thưởng chính là một loại kỹ năng cái này diệp thần tình thế bắt buộc trước lão tỷ còn nhổ nước bọt qua mình chụp hình tài nghệ thối rửa nhìn mình thu được quốc tế đỉnh cấp chụp hình kỹ thuật sau đó nàng làm sao còn nói cuối cùng nhìn thoáng qua khiêu chiến nội dung sau đó Diệp Thần đem điện thoại di động thả lên, đi đến Tô Ngưng Sương hai tỷ muội bên người thân, cùng nhau hướng về A Di học tập làm sao túi bánh tét. Diệp Thần chiếm được điểm cấp học bá năng lực, nghiêm túc nhìn A Di bọc mấy cái bánh tét sau đó, Diệp Thần còn kém không nhiều lắm. Diệp Thần lấy đệ nhất không dám nói, nhưng tốt năm nên vấn đề không lớn. Không phải là túi bánh tét sao, chuyện nhỏ. Tô Linh Nhi tự tin vô cùng mở miệng, lập tức là nàng cho lão tỷ và tỷ phu bộc lộ tài năng thời điểm. Chừng 10 phút đồng hồ sau đó, túi bánh tét trận đấu sắp bắt đầu. Vây xem các đồng học rối rít tản ra, nhường ra chính giữa một cái to lớn đất trống. Lần này dự thi học sinh khoảng chừng hơn 30 cái, cạnh tranh kịch liệt, dựa theo trận đấu báo danh thứ tự, người chủ trì gọi người ra sân. Khi người chủ trì hô Tô Ngưng Sương sau đó, hiện trường một hồi huyên náo, Tô Ngưng Sương Tô giáo hoa danh tự, không ít người nghe qua. Xếp hạng Tô Ngưng Sương phía sau, chính là Diệp Thần. Hướng theo Diệp Thần danh tự vừa ra, hiện trường vô số nam sinh rối rít nhóm chân lên, tò mò nhìn về phía Diệp Thần bọn hắn hết sức tò mò, đem giáo hoa bắt xuống nam nhân, hình dạng thế nào. Chương 618, Vung Cẩu Lương hiện trường. Lần trước Đỗ cao trác trọng thể bày tỏ nghi thức bị dịp thần hủy diệt, chuyện kia huyên náo rất lớn. Nhưng bởi vì Đỗ cao trác không muốn xả chết, liều mạng đem những tin tức này đè xuống. Hơn nữa trường học phương diện, cũng không muốn để cho chuyện này lưu truyền ra đi, cũng đang trong lúc vô tình áp tin tức. Vì vậy mà, không ít học sinh tuy rằng nghe nói chuyện như vậy, nhưng đã đến hiện trường, xem qua hình ảnh hoặc video, cũng không nhiều nhưng không chút do dự diệp thần cái này giáo hoa bạn trai tự nhiên trở thành ma đô đại học rất nhiều đám nam sinh công địch lúc này bọn hắn liền muốn nhìn một chút cái này đem bọn họ đều làm hạ thấp đi nam sinh hình dạng thế nào đương nhiên rồi điều này cũng bao gồm không ít dự thi nam sinh nhìn thấy diệp thần ra sân sau đó đám nam sinh tương đương cảm khái hắn không phải là đa tài hơn ức sao có cái gì a à? tất cả túi bánh tét cuộc tranh tài tuyển thủ dự thi tất cả đều ra sân sắp xếp xong xuôi vị trí bắt đầu tranh tài diệp thần bên phải là tô ngưng sương lại bên phải là tô linh nhi mà diệp thần bên trái chính là một cái đại tam nam sinh đại tam nam sinh một bên lén lút quan sát một bên nỗ lực túi bánh tét vừa mới diệp thần ra sân hiện trường ghen tị hâm mộ diệp thần trong nam sinh liền bao gồm hắn không phải là có ước điểm điểm tiền và ước điểm điểm tài hoa sao dựa vào cái gì là hắn có thể có giáo hoa làm bạn gái mà mình đến nay vẫn là độc thân hắn không phục tại tài lực và tài hoa phương diện hắn còn kém rất rất xa Diệp Thần. Nhưng mà túi bánh tét phía trên này, Diệp Thần so với chính mình kém xa đâu, hắn từ nhỏ đã sẽ túi bánh tét, năm ngoái, trong trường học cũng có việc tương tự động, hắn chính là cầm đệ nhất. Lần này túi bánh tét trận đấu, hắn là thứ thiệt tuyển thủ hạt giống. Những phương diện khác so ra kém Diệp Thần, nhưng mà túi bánh tét phía trên, hắn muốn nghiền ép Diệp Thần, đạp lên Diệp Thần, trở thành đệ nhất. Đại Tam Nam tử ở trong lòng cùng Diệp Thần so tài. Bên cạnh, Diệp Thần chính là đang nghiêm túc túi bánh tét, thông qua vừa mới học tập, Diệp Thần đã hoàn toàn sẽ rồi. Chỉ là vừa muốn túi xong cái thứ nhất thì, Diệp Thần trong lúc vô tình phát hiện, bên cạnh ngưng sương có một ít tay chân luống cuốn. Xem ra, tuy rằng nhìn mấy lần A-di túi bánh tét, nhưng thật động thủ, ngưng sương vẫn còn có chút không thạo. Tô ngưng sương có chút nóng nảy, có thể càng gấp gáp, càng là túi không tốt. Nhìn thấy đây màng, Diệp Thần lập tức ngừng lại, đi đến ngưng sương bên cạnh, tay bắt tay dạy nàng. Đây chỉ là hội đoàn âm thầm cử hành hoạt động, náo nhiệt một chút mà thôi, không có nhiều như vậy yêu cầu cùng quy tắc bạn trai giúp bạn gái túi bánh tét sẽ không có người nói gì bị diệp thần tay bắt tay giáo tô ngưng sương trên mặt từ đầu đến cuối treo nụ cười có diệp thần ở đây thật tốt thứ tự tiền thưởng cái gì đều không trọng yếu có nàng cùng diệp thần ở đây có đoạn trải qua này cùng ký ức so với cái gì đều trọng yếu tô ngưng sương trong tâm ấm áp dưới đài bị diệp thần cùng tô ngưng sương vung cẩu lương hiện trường vây xem đám học sinh hâm mộ phá hư cẩu lương loại vật này không thể ăn a à về phần vừa mới tự tin vô cùng tô linh nhi lúc này càng là tay chân luống cuống nàng là điển hình vừa học liền biết một làm liền phế bất quá cuối cùng tại nàng một trận mân mê bên dưới thật hoàn thành một cái bánh tét diệp thần bên trái đại tam nam sinh nhìn đến diệp thần cư nhiên dừng lại đi giúp tô ngưng sương rồi đại tam nam sinh cười diệp thần liền một cái hoàn chỉnh bánh tét đều không có túi xong liền đi giáo tô giáo hoa rồi thật là ha ha rồi nhìn diệp thần sau đó lấy cái gì trận đấu lấy cái gì tranh đệ nhất trong thời gian ngắn như vậy hắn đều đã bọc hai cái hoàn chỉnh rồi, đây chính là Diệp Thần cùng hắn khoảng cách. Diệp Thần, quá non nớt. Trận này túi bánh kết cuộc tranh tài thứ nhất, nhất định sẽ là mình. Nghĩ, đại tam nam sinh tăng nhanh tốc độ. Tiểu ca ca, ta không quá biết, xin hỏi có thể dạy một hồi ta sao? Lúc này, đại tam nam sinh một cái khác một bên, một người dáng dấp vui vẻ thon nhỏ nữ sinh ôn nhu mà hỏi. Không thể. Nhưng mà đại tam nam sinh chỉ là nhìn nàng một cái, liền dứt khoát lưu loát cự tuyệt. Nữ nhân, chỉ biết ảnh hưởng hắn túi bánh tét tốc độ. Muốn cho mình giúp nàng, lãng phí thời gian của mình, hắn còn chúng ta thắng dịp thần A. Thấy đại tam nam sinh cự tuyệt, ngọt ngào nữ sinh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đi tìm người khác hỗ trợ rồi. Rất nhanh, ngọt ngào nữ tử liền tìm được một nam sinh khác giúp đỡ, người ta rất nhiệt tình. Trong lúc vô tình nhìn thấy đây màn, đại tam nam sinh lắc lắc đầu, đối với nam sinh này đồng dạng khịt mũi coi thường. Có dịp thần giúp đỡ, cộng thêm tô ngưng sương mình vừa mới học một ít kinh nghiệm, tô ngưng sương sẽ rồi, giáo hội tô ngưng sương sau đó, dịp thần mới trở lại mình nơi so tài, tăng thêm tốc độ túi bánh tét. 10 phút trận đấu thời gian trôi qua, trận đấu đình chỉ. Cuối cùng, trải qua mấy cái giám khảo một đám phê bình, xếp hạng rốt cuộc đi ra. Hạng thứ năm, hạng thứ tư, đều là hai nữ sinh, hai người nữ sinh này, trước hẳn liền sẽ túi bánh tét rồi. Hạng thứ ba, chính là dịp thần. Bởi vì giáo tô ngưng sương túi bánh tét, dịp thần làm trễ nải một ít thời gian, túi bánh tét, về số lượng mặt ít một chút bằng không, Diệp Thần tuyệt đối là hạng nhất có lực người cạnh tranh. Bất quá Diệp Thần đã rất cao hứng. Khiêu chiến của mình hoàn thành, đỉnh cấp chụp hình kỹ thuật tới tay, hơn nữa còn giúp ngưng sương, thu hoạch tràn đầy, về phần hạng nhất 1.000 khối tiền thưởng, đó là cái gì, tùy y rồi. Thấy Diệp Thần cầm thứ ba, cái kia trong bóng tối đem Diệp Thần xem như đối thủ đại tam nam sinh khẩn trương. Rất nhanh, hạng hai công bố, chính là cái này đại tam nam sinh. Mặc dù không phải thứ nhất, nhưng mình thật vất vả thắng Diệp Thần, đại tam nam sinh tương đương hưng phấn, triệt để nhảy cẩn lên hạng nhất tô ngưng sương hạng nhất công bố ra ngoài mọi người dự liệu hạng nhất dĩ nhiên là tô ngưng sương đã nhận được diệp thần giúp đỡ cộng thêm tô ngưng sương mình linh xảo hai tay nàng tiến bộ rất lớn nghe thấy là ngưng sương cầm thứ nhất diệp thần hài lòng gật đầu ngưng sương lấy đệ nhất cùng tự cầm thứ nhất khác nhau ở chỗ nào sao tại ban thưởng trong nghi thức tô ngưng sương đặc biệt cảm tạ diệp thần nói thứ nhất hẳn đúng là mình và diệp thần cùng nhau thu được tranh tài kết thúc hội đoàn cho mọi người chuẩn bị đã nấu xong bánh tét. Mọi người phân phân, liền trước mặt mọi người người mở ra bánh tét mình chuẩn bị thời điểm ăn, Tô Ngưng Sương cũng cô cùng thân thiết đem bánh tét lột ra, thân thiết đúc cho Diệp Thần. Nhìn thấy đây màn, vô số người ngây ngẩn cả người. Đây. Đây. Ăn bánh tét. Còn mang vung cẩu lương. Vô số nam sinh che ngực, thật là đau. Một khắc này, đừng nói là nam sinh, ngay cả hiện trường không ít nữ sinh đều cực kỳ hâm mộ Diệp Thần. Đối với hiện trường độc thân cẩu lại nói, đây càng là một cái cực kỳ bi thảm đã kích. Tô giáo hoa có cần hay không như vậy thân thiết, ôm nhu như vậy a. À? Về phần vừa mới bởi vì thắng Diệp Thần, mà hưng phấn cái kia đại tam nam sinh, nhìn thấy Tô Ngưng Sương cùng Diệp Thần hai người tình yêu đẹp đẽ, nhất thời cảm thấy tay mình bên trong bánh tét không thơm rồi. Mình rõ ràng thắng Diệp Thần, nhưng vì sao hắn một chút không cao hứng nổi, thậm chí còn có chút thương cảm chứ. Sau đó, hắn nhìn thấy sự tình, càng làm cho đại tam nam sinh đau lòng đến cực điểm. PS, bởi vì các nơi trung khảo thời gian không giống nhau, thiên hỏa liền ở ngay đây chúc các vị sắp trung khảo độc giả cực kỳ nhóm, giành được một cái thành tích tốt, kim bản đề danh. Chương 619, Kinh Người Giá Cả Tại Đại Tam Nam sinh cách đó không xa, vừa mới muốn thỉnh giáo hắn làm sao túi bánh tét ngọt ngào nữ sinh. Lúc này, cư nhiên cùng dạy nàng một nam sinh khác vừa nói vừa cười, thậm chí tăng thêm phương thức liên lạc. Chú ý tới Đại Tam Nam sinh hướng về cạnh mình nhìn tới, cái kia cùng ngọt ngào nữ thần vừa nói vừa cười nam sinh hướng về hắn phất phất tay, dùng cái này ngỏ y cảm ơn nếu mà không phải đại tam nam sinh dứt khoát cự tuyệt ngọt ngào nữ sinh hắn cũng sẽ không nhận thức ngọt ngào nữ sinh càng sẽ không thuận lợi như vậy thêm đến phương thức liên lạc nguyên bản nhìn đến đây một đôi nam nữ vừa nói vừa cười đại tam nam sinh tâm tình cũng rất không tốt hiện tại lại phát hiện người nam sinh kia chính đang cảm tạ mình đại tam nam sinh càng là cảm giác đến ngực truyền đến từng trận ray rất đau đớn Người đây là giết người còn tru tâm a sau đó đại tam nam sinh vừa liếc nhìn vẫn ở chỗ của vung cẩu lương diệp thần cùng tô ngưng sương một khắc này hắn tâm phản phất tại giọt máu. Tô Ngưng Sương là Diệp Thần bạn gái, Tô Ngưng Sương cầm thứ nhất, cái này cùng Diệp Thần cầm thứ nhất, tự hồ không có khác biệt lớn. Mình xem như thắng Diệp Thần sao? Mới bắt đầu, hắn cũng bởi vì mình lên làm thứ hai, cầm mấy trăm tiền thưởng, còn dương dương tự đắc đâu. Nhưng bây giờ, ông trời ơi, hủy diệt đi. Một cái khác một bên, Diệp Thần đi đến bên cạnh góc, mở ra điện thoại di động. Ken. Tham gia túi bánh tét cuộc so tài, trở thành năm người đứng đầu, khiêu chiến hoàn thành. Chúc mừng thu được quốc tế đỉnh cấp chụp hình kỹ thuật. Chúc mừng thu được 45 điểm kinh nghiệm trị. Chúc mừng thu được 22 điểm thương thành tích phân. Ken. Kiêu chiến hoàn thành viên mãn, kích động tưởng thưởng quá mức. Chúc mừng thu được thế giới đỉnh cấp camera một chiếc, camera hiện đã cất giữ tại ngài BMW 7 hệ cao cấp xe chống đạn trong cốp sau xe, xin chú ý kiểm tra và nhận. Nhìn đến cuối cùng, lần này Kiêu chiến mình rốt cuộc kích động tưởng thưởng quá mức rồi, dịp thần cực kỳ cao hứng, thu hoạch ngoài y muốn a. À cơ hội trong cùng một lúc một cổ liên quan tới chụp hình ký ức tràn vào diệp thần bộ não bên trong trong đó cũng bao gồm cơ thể ký ức hai ba phút sau đó khi diệp thần tiêu hóa xong những ký ức này hắn đã là thế giới cao cấp chụp hình đại sư ăn xong bánh tét diệp thần cùng tô ngưng sương hai tỷ mụi người rời khỏi biết rõ tô linh nhi từ giang châu đến đồng dạng tại ma đô đại học triệu thư huyên cũng đem trong tay sự tình thả xuống chạy tới thư huyên tỷ, nhìn thấy triệu thư huyên sau đó tô linh nhi nhiệt tình chào hỏi cùng triệu thư huyên tụ họp thời gian đã sắp buổi trưa tô ngân sương chuẩn bị cầm lấy vừa mới thu được một nghìn tiền thưởng mời khách ăn cơm tiền mình kiếm được ăn càng thơm đang dùng cơm quá trình bên trong triệu thư huyên bỗng nhiên thấy được một đầu tin tức ngân sương ta vừa rồi tại trong đám nhìn thấy chúng ta đại học thật giống như muốn cử hành một đợt háng phục giải thi đấu nhiếp ảnh hoạt động triệu thư huyên đối với tô ngân sương nói ra ngân sương ngươi có hứng thú hay không tham gia a à? háng phục giải thi đấu nhiếp ảnh tô ngưng sương thật đúng là lần đầu tiên nghe nói có dạng này cuộc so tài ngưng sương ta cảm thấy đối với chúng ta sinh viên trao đổi lại nói nhiều tham gia một ít tranh tài như vậy tốt nhất là bắt chút thưởng vẫn là tương đối trọng yếu triệu thư huyên phân tích nghe triệu thư huyên vừa nói như thế tô ngưng sương có một ít động lòng ngưng sương có thể tham gia ta mới vừa bắt đến một chiếc không tồi máy quay phim cũng học học chụp hình kỹ thuật lát nữa có thể giúp ngươi thấy tô ngưng sương có một ít động lòng diệp thần ở một bên phụ họa mình vừa mới bắt được chụp hình kỹ thuật và bộ kia thế giới đỉnh cấp camera hiện tại vừa vặn có thể phát huy được tác dụng trọng yếu hơn một chút diệp thần cũng muốn nhìn ngưng sương xuyên hán phục là hiệu quả gì ngưng sương lạnh lùng khí chất nếu mà phối hợp lên trên màu trắng hán phục mà nói sẽ là bộ dáng gì đi ngưng sương đến lúc đó ta cùng linh nhi cho ngươi làm người mẫu triệu thư huyên kéo lên tô linh nhi được rồi tô ngưng sương lúc này mới gật đầu bất quá hiện tại có một cái vấn đề chúng ta không có hán phục a à? Sau đó, Tô Ngưng Sương nghĩ đến một cái vấn đề hết sức khó giải quyết. Cái này không thành vấn đề, đi mua không được sao? Chuyện này, để ta giải quyết. Diệp thần mở miệng, dứt lời, Diệp thần gọi một cú điện thoại, hỏi thăm ma đô nơi đó có mua cao cấp hán phục địa phương. Rất nhanh, Diệp thần nhận được một cái địa chỉ, đó là một nhà chuyên môn bán cao sang hán phục địa phương, rất được trong vòng người hoan nghênh. Ăn cơm, Diệp thần mang mấy người chạy thẳng tới nhà này hán phục cửa hàng. Khi mấy nữ sinh đi tới nhà này hán phục cửa hàng bên trong, nhìn đến bày la liệt hán phục sau đó, nhất thời phát ra tháng phục. Thật đẹp a. À. Trừ bọn họ ra ra, cửa hàng bên trong cũng không thiếu khách nhân, có thể ở tại đây tiêu phí nổi khách hàng, phần lớn giá trị con người không đơn giản. Tô Linh Nhi cùng Triệu Thư Huyên lần lượt coi trọng một bộ hán phục, rối rít đi thử mặt. Bất quá Tô Ngân Sương nhưng vẫn không có tìm ra một kiện trúng y. Tại đây hán phục mặc dù nhiều, nhưng không thích hợp lắm Tô Ngân Sương khí chất. Diệp thần cùng Tô Ngân Sương tại toàn bộ cửa hàng bên trong tìm một vòng, cuối cùng tìm được một kiện vẫn tính miễn cưỡng màu trắng hán phục. Hai vị thật là mắt thật là tốt, cái này hán phục là chúng ta trấn điếm chi bảo, là xuất từ chúng ta quốc nội cao cấp hán phục thiết kế đại sư, chi riêng yêu, thái đại sư chi thủ. Chú ý tới diệt thần cùng tô ngưng sư nhìn cái này màu trắng hán phục, quản lý lập tức đi tới, nhiệt tình giới thiệu. Đây là các nàng trấn điếm chi bảo, đương nhiên, cũng là giá cả cao quy nhất một món. Bộ quần áo này bao nhiêu tiền a? À? Tô Ngưng Sương quan sát một vòng, thuận miệng hỏi một câu bộ quần áo này nàng vẫn còn có chút không hài lòng, nhưng nếu như bây giờ không có thích hợp, liền mua xuống nó đi. Hai vị, tuy rằng giá tiền của nó có một ít đắt tiền, bất quá nó là chúng ta tại đây trấn điếm chi bảo, lúc luyện chế, toàn bộ dùng cao cấp nhất nguyên liệu. Quản lý hướng về phía bộ này màu trắng hán phục nói chuỗi dài, cuối cùng mới nói ra một cái kinh người giá cả. Chương 620, đây chính là đám phú hào bình thường không có gì lạ sinh hoạt sao. Bộ này hán phục giá bán là 88 vạn 8. Một bộ quần áo, liền muốn 88. 8 vạn, cái này đích xác rất quy giá. Yêu thích hán phục, phần lớn đều là người trẻ tuổi, 88. 8 vạn cái này đủ để bù đắp được một chiếc xe sang giá cả, đúng là để cho vô số người chung bước. Nhìn đến bộ này màu trắng hán phục, Tô ngưng Sương thoáng đã ra động tác chống lui quân. Hai vị yên tâm, cái này hán phục, tuyệt đối xứng với cái giá tiền này, nếu mà mua xuống, nhất định sẽ không hối hận. Hai vị có hứng thú hay không? Quản lý hỏi lần nữa. Quản ly thông qua Tô Ngưng Sương khí chất đến xem, nàng cảm thấy Tô Ngưng Sương hẳn không phải là loại kia thiếu tiền chủ, vì vậy mà mới ra sức như vậy chào hàng. Cái này màu trắng hán phục bán thế nào a? À? Đang lúc này, một cái khác tình lữ trẻ tuổi đi tới. Trong đó người nam sinh kia chỉ đến cái này Trấn Điếm Chi Bảo, hỏi thăm chủ quán. Tiên sinh, đây là tiệm chúng ta Trấn Điếm Chi Bảo, giá bán 88. 8 vạn, bất quá nó là. Chủ quán gặp lại giới thiệu một chút. Cục Cưng, cái này hán phục rất đẹp cho người ta mua xuống có được hay không? Nữ sinh lắc lắc nam sinh cánh tay, nũng nịu nói ra. Mua, không phải là 88. 8 vạn sao, tiền lẻ. Vừa nói, nam sinh liền chuẩn bị móc thẻ ngân hàng, chuẩn bị mua xuống cái này trấn điếm chi bảo. Ngại ngùng tiên sinh, bộ quần áo này đã tại ngày trước, bị hai vị khách nhân này coi trọng. Quản lý hết sức xin lỗi đối với nam sinh nói. Nếu mà hai vị khách nhân này muốn mua, vậy chúng ta dựa theo quy củ, trước phải bán cho bọn hắn. Cái gì? xui xẻo như vậy sao nữ sinh nghe quản ly vừa nói như thế mười phần khó chịu thì thầm nam sinh cũng tương đương phiền não bạn gái thật vất vả yêu thích cái này màu trắng hán phục hắn làm sao có thể không bắt lấy đâu xem ra phải bị phía trước tiểu tử nhanh chân đến trước rồi tiên sinh ngài có phải không muốn mua cái này hán phục quản ly hỏi thăm chỉ là tiếp theo diệp thần trả lời để cho tất cả mọi người đều vô cùng vô cùng kinh ngạc không ta không định mua xuống nó diệp thần lắc lắc đầu Diệp thần cự tuyệt. Ha ha ha, một bộ quần áo đều không nỡ bỏ cho bạn gái mua, dạng này bạn trai thật thất bại a. À. Phía sau nam sinh châm chọc thì thầm. Nam nhân như vậy thật đáng buồn, liền chỉ là hơn 800 ngàn đều không có. Nữ sinh cũng lắc đầu, tương đương không lọt mắt Diệp thần. Chủ quán cũng có chút thất vọng, vừa mới ngay trước mới tới hai vị khách nhân mặt, mình còn duy trì hắn đâu. Kết quả hắn cũng không tính mua, đáng tiếc các ngươi cửa hàng có phải hay không cùng vị kia quốc nội cao cấp hán phục thiết kế sư, thái đại sư có liên hệ? Diệp thần có y riêng hỏi thăm quản ly. Đúng, tiên sinh, có vấn đề gì không? Quản ly gật đầu một cái. Không có vấn đề gì, ta chỉ là muốn tìm nàng, tư nhân chế tác riêng mấy khoản hán phục. Diệp thần bình thường nói. Vừa mới hắn chú ý đến, ngưng sương ánh mắt bên trong, cũng không là yêu thích cỡ nào trước mắt cái này trấn điếm chi bảo. Chỉ là vóc dáng lùng bên trong đề cao cái, bất đắc dĩ mới chọn nó. Nếu Ngân Sương không thích, vậy tại sao mình muốn mua, tư nhân đặt làm không thơm sao? Cái gì? Nghe Diệp Thần nói muốn tư nhân đặt làm, quản lý lập tức ngây dạy. Tiên sinh, nếu mà ngài cần tìm Thái Đại Sư tư nhân chế tác riêng mà nói, cần chi phí, có thể sẽ cao gấp 3, Thái Đại Sư dựa theo yêu cầu của ngài, chế tạo một bộ hán phục, sợ rằng cần hơn 200 vạn. Quản lý hết sức cẩn thận mà hỏi. Một bộ quần áo, hơn 200 vạn, vậy đơn giản là thiên giới. Hơn 200 vạn. Nghe thấy quản lý nói như vậy, vậy đối với đòi muốn đem cái này 88. 8 vạn trấn điếm chi bảo mua tình nhân nhỏ, cũng rối rít ngây ngẩn cả người. Đặc biệt là người nam sinh kia, càng là ngốc như gà gỗ. Một bộ 88. 8 vạn hán phục, hắn khẽ cắn răng, còn có thể mua xuống. Chính là một bộ hơn 200 vạn hán phục, quên đi thôi, đánh chết hắn, cũng tiêu phí không nổi a. À. Có thể. Diệp thần gật đầu một cái. Người liên hệ cái kia thái đại sư, chúng ta cần tư nhân chế tác riêng ba bộ hán phục, không, là năm bộ hán phục. Diệp thần mở miệng. Hắn chuẩn bị cho ngưng sương đơn độc chế tác riêng ba bộ, bất quá hôm nay lão tỷ cùng Linh Nhi cũng đi theo, diệp thần nếu muốn tư nhân đặt làm, đều là người một nhà, cũng không tốt nhảy qua các nàng. Vì vậy mà, trực tiếp định năm bộ hán phục. Năm bộ. Năm bộ hán phục, đây chính là muốn hơn một nghìn vạn A. Như vậy hào vô nhân tính sao? Quản ly há miệng, mặt đầy khiếp sợ, các nàng cửa hàng đã mở mấy năm, bởi vì bán ra là cao sang hán phục vì vậy mà nàng thấy qua không ít phú hào nhưng giống như cái tiểu ca ca này dạng này một hơi xuất thủ ngàn vạn chính là cái thứ nhất đây chính là đám phú hào bình thường không có gì lạ sinh hoạt sao đây chính là truyền thuyết bên trong tiêu tiền như nước sinh hoạt sao hâm mộ bên cạnh vậy đối với tình nhân nhỏ càng là trận mắt hốc mồm mới vừa rồi còn nhổ nước bọc diệp thần nữ sinh lúc này nhìn đến diệp thần cặp mắt đều tỏa sáng nàng bị diệp thần ngang tàn thâm sâu hù dọa tư nhân đặt làm năm bộ hơn một nghìn vạn. Cái này ở bọn hắn trong vòng, cũng là không thể tưởng tượng sự tình. Nếu mà nàng có thể có dạng này bạn trai, tốt biết bao nhiêu a à, trong lúc nhất thời, nữ sinh lâm vào huyễn tưởng. Về phần người nam sinh kia, càng là cảm thấy trên mặt nóng hừng hực. Vừa mới hắn trào phúng dịp thần mà nói, quả thực giống như là một cái bạc tai, hung hăng đánh vào trên mặt của hắn. Nguyên lai like người ta không mua bộ kia hơn 800 000 trấn điếm chi bảo, cũng không là không có tiền, mà là người ta căn bản coi thường nó. Người ta muốn tư nhân đặt làm, hơn nửa một hơi vẫn là hơn một nghìn vạn tư nhân đặt làm hắn cũng muốn như thế ngang tàn cục cưng ngươi cũng đưa riêng ta đặt làm mấy bộ hán phục thôi sửng sốt mấy giây nữ sinh bắt đầu năn nỉ nam sinh mình bạn trai cũng rất lớn khí rất có tiền Khụ khụ. thân ái cái kia chúng ta trở về nhà lại nói nam sinh ho khang mấy tiếng còn tư nhân đặt làm mấy bộ hán phục giết hắn đi đừng nói mấy bộ coi như là một bộ cũng không phải hắn có thể tiêu phí nổi Ngươi nói thẳng ngươi không mua nổi thôi. Thấy bạn trai nói như vậy, nữ sinh mặt trong nháy mắt âm trầm, chia tay. Hai người nháo nháo khởi chia tay. Diệp Thần kỳ thực không cần tư nhân đặt làm. Tô Ngân Sương cũng nhỏ giọng đối với Diệp Thần nói ra, tư nhân đặt làm một bộ giá cả có một ít nhiều a. À? Không sao, đây đều là vấn đề nhỏ, chỉ cần có thể thiết kế ra ngươi yêu thích y phục nhiều hơn nữa cũng không cái gọi là. Diệp Thần khoát tay một cái, một nghìn vạn đối với hiện tại hắn lại nói liền hạt cát trong sa mạc một lông cũng không bằng. Đánh giá cũng chính là một nửa bữa cơm công phu, Diệp Thần danh nghĩa xí nghiệp là có thể cho Diệp Thần thoải mái thu được một nghìn vạn lời. Sau đó, Tô Linh Nhi cùng Triệu Thư Huyên cũng thử tốt liễu chi phí trước hán phục. Khi các nàng sau khi ra ngoài, biết rõ Diệp Thần cũng chuẩn bị làm cho các nàng làm một bộ tư nhân đặt làm hán phục sau đó, tương đương kinh ngạc. Đặc biệt là biết hán phục giá cả, hai người càng là uyển chuyển cự tuyệt. Cuối cùng, hai người vẫn đáp ứng, hai người mười phần cảm tạ Diệp Thần khi lấy được diệp thần rõ ràng chỉ thị sau đó quản lý liên lạc với vị kia đỉnh cấp thiết kế sư thái đại sư đối diện thái đại sư chính đang sáng tác đột nhiên bị quấy rầy rất không vui bất quá khi nàng biết rõ có người muốn một hơi tư nhân đặt làm năm bộ hán phục sau đó nhất thời vui vẻ ra mặt có ai có thể cùng tiền gây khó dễ đâu đây chính là tiền giấy năng lực chỗ tốt tô ngưng sương triệu thư huyên tô linh nhi ba người theo thứ tự cùng thái đại sư trò chuyện trò chuyện thái đại sư vô cùng nhiệt tình hỏi thăm mấy người một ít vấn đề nhỏ đối với mấy người tính cách, khí chất, làm hiểu một chút cùng ghi chép, dạng này dễ dàng hơn nàng sau đó thiết kế. Tại hán phục cửa hàng đem tất cả giải quyết sau đó, dịp thần bốn người rời khỏi. Về phần sau đó quay phim, có thể tại dịp thần dưỡng vân an mang ba hào cổ trạch tiến hành. Cổ trạch, phối hợp hán phục, đánh ra hiệu quả nhất định phải thường tốt, còn lại, sẽ chờ thái đại sư chế tạo xong rồi. Bởi vì dịp thần tiền giấy năng lực, nghĩ đến thái đại sư tốc độ chế tạo, sẽ không chậm. Hôm đó buổi tối, mấy người lại một lần nữa liên hoan ngày thứ hai tô linh nhi liền cùng mẫu thân vội về giang châu rồi lần này kỳ nghỉ có một ít ngắn tô linh nhi bày tỏ lần sau có cơ hội sẽ đến tìm diệp thần cùng tô ngưng sương chơi tiễn đi tô linh nhi sau đó diệp thần nên làm việc của người nào đó chuyện đúng đắn rồi